Mở dự đoán thôi. Số 1 nó lạnh lùng boy quá à, các bạn ơi. Không. Đầu game luôn. Không cần sự giúp đỡ hỗ trợ của ai, một mình nên tính báo thôi. Qua thẳng bên kia, cúp bùa chạy về như đúng giòi luôn. Dẹp sách cho Khoa vô, thực hiện, dứt. Nhà trọ bên trai. Em đang chờ nắc 090. Ok em, cũng có đâu chờ em ơi, đi ngủ sớm đi. 90 có chứ không 9 gì. Trời ơi, cúp bùa em kìa mọi người, anh cúp bùa em kìa mọi người. Em nghe thấy không? Lạnh lùng boy. Lạnh lùng boy không thấy à. Rồi thấy một cú nội rồi. Ây da. Biết vậy không qua đâu, bá qua chi ăn nguyên bọc phá vô bản mặt luôn. Cây. Cây. Thấy chưa? Đâu bóp. Mày bỏ giờ sao tu quần nó toàn bọc phá không vậy? Đó đó, tới rồi đó. Ca 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 mặt cười. Nó bọc phá ba ơi, nó không bọc phá tôi sống rồi. Nó chơi game, nó bọt con nó chơi bọc phá. Tủi thân, tủi thân. Em lên level 4 rồi nè, đậu bắt lần nào hổ báo với em đâu. Kéo gồng ra. Quýt lộn không giúp các bạn xanh lên được đâu, ăn gồng đi. Mạnh nào lấy farm mới dễ xanh lên được. Hết mana luôn rồi. Giờ thành nắc gừng đi bộ luôn hả? Trời ơi. Em để chừng chị qua cúp bùa mà em hết mana mọi người. Thời tới cả không nổi thiệt chứ. Chờ. Phoenix đâu có thấy mình đâu hả? Ê. Ê, tính ra nó không thấy mình đâu mà đậu bắp nó mình lết ra nó mới thấy đó. Trời ơi. Đúng là chơi game đêm khuya có khác. Đây đây đây. Ares. Minna yatsume. Quá trời. Gì vậy? Sao lọt qua đây vậy? Trời ơi trời. Công kênh dữ quá. Dù dư đó. Trời ơi. Em tưởng đời em bỏ trong cái hang tà thần nữa rồi chứ. Kiều cưới gia ta làm chi ha? Cũng đi rồi chứ. Quân thực sự. Em xin bùa đưa anh bò. À thôi. Của mấy anh hết á. Của mấy anh hết á, của mấy anh hết á, ăn đi ăn đi. Em té à. Nắc này là đúng của anh tím rồi mặt cười. Khổ quá thành bông ơi. あの、こんな数の次元モンスターも片付けられない。行け、アレス。An enemy has been defeated.
Lậu bắp kiếp nạn thứ 83 với anh bò thiệt luôn á trời. Cái chỗ nào mà em tới anh chuẩn bị tạo cơ hội cái là anh thấy ảnh nè. Khổ thật sự luôn á. Nãy không có ảnh chắc em lụm được gia ta. Kiếp nạn của em rồi. Cũng chào tất cả bà con đang xem live nha. Cảm ơn bà con. Cũng gần 2 giờ sáng rồi ha. Đông dữ ha. Cảm ơn mọi người. Nó gặp ánh nữa. Chưa chừng gì. Ôi đi farm. Hẹn ánh dịp sau. Lên nhẹ cái phức kiếm đi. Bá vô mà húp. Bá vô mà húp. Hai bay luôn. Còn thằng trong bụi. Hư nè. Hư hả mày? Đậu quắp đồi cân 2, cân 3 đồ các kiểu. Con chủ luôn đấy. Biết gì đéo làm vậy? Ê, để mình giúp cho bạn nè. Ê, có nào trong bụi á. Mình phải cướp. Cũng được. Đằng kia nó ăn sao các bạn? Chứ không bình nhường cho bạn nó rồi đó. Pibia nó lên. Nó chở con béo lên hay sao á. Mình nghĩ là vậy nha. Ê, Egin không biết hả? Bay thả bò. Đậu bắp mày nè con. Ăn hôi bà đỡ đi chứ. Ô, cao thủ bằng tranh thủ với chỗ đó các bạn ơi. Cao thủ có trong tem rồi. Lại là một pha tranh thủ đậu bắp thiệt chứ. Thời tới rồi các bạn ơi, thời tới rồi. Thời ăn hôi nha. Ăn hôi súng đạn thiệt. Nếu ăn hôi là một nghệ thuật. Câu còn lại mời các bạn. Mình không dám nói luôn á. Mời các bạn. Hồi nãy đậu bắp mày vô mày lấy cái băng xương của tao. Hư hả mày. Thì người ăn hôi là tính báo à? Ơ kìa. Ủa bây giờ nó chạy được hả ta? Ares. Mày thả bự. Hên là em nắm cái quần nó lại kịp. Chứ không nó chạy mất dép luôn rồi các bạn. Cũng hên. Ước gì trận này bên kia lật kèo. Chơi game tới 2 giờ sáng luôn các bạn. Ước gì. Ước à. Tem kia lật kèo đi cho game nó nóng nóng hơn xíu chứ game dễ quá.
dễ ăn hôi quá. Tem lão tráo bay là mặt 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 lụm ăn hôi thôi các bạn. Niềm hy vọng bên kia là Phoenix, nãy giờ nó farm hơi nhiều. Không dí được hả? Dí thôi, đi farm tiếp. Được không? Đó đúng rồi, làm hết luôn rồi kìa. Em đứng ngoài đây em nhìn thôi. Tại em không có kỹ năng mà, khu vực trong đó là khu vực dành cho người có kỹ năng. Còn khu vực này là khu vực dành cho mấy anh chơi ăn chè, mấy anh khứa mà đậu mấy tranh thủ, đúng không? Đó, trong trọng là chỗ của mấy khứa cao thủ, ngoài đây là của tranh thủ. Gì chứ? Đây là Nemo TV nha bà con. Mình có live stream ở đây vào mỗi buổi tối. Bà con nào chưa follow kênh á, giúp mình xin một lượt follow nha. Nếu mà được hơn nữa, mỗi buổi tối bà con ghé xem live ủng hộ mình. Còn không thì vô chơi game cùng mình, gánh mình lên cao thủ chiến tướng nha.